chúng ta bắt đầu di chuyển sang căn 84,7 m², căn C. Đây là không gian của phòng khách và phòng bếp. Phòng ngủ số 3 thiết kế là 12,4 m. Kỹ hơn một chút phòng bếp nha. Thích cái đèn phục vụ bàn ăn khá là hợp lý. Đây là phòng ngủ master. Phòng master thì thiết kế sẽ có một ban công riêng và một vệ sinh riêng. Thích tông màu này, trắng đen. Hôm nay mình chuyển sang là ban công của phòng khách và phòng bếp. Ban công mình thiết kế rộng 3,7 m, cũng khá là thoáng. Mình đang dịch vụ phòng ngủ số 2. Phòng ngủ này thiết kế phòng ngủ trẻ con thì khá phù hợp, thì rất nhiều ánh sáng. Phòng ngủ số 2 xin phép kết thúc video ở đây.